Khi ấy, các thiên tử cõi dục cõi sắc, bạch Phật, bạch Thế Tôn, Pháp đã thuyết này sâu xa vi diệu, chẳng phải các hạng tầm thường ở thế gian có thể tín thọ. Bạch Thế Tôn, Pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ sắc mà nói, chẳng vì xả bỏ sắc mà nói, chẳng vì nhiếp thụ thọ tưởng hành thức mà nói. Chẳng vì xả bỏ thọ tưởng hành thức mà nói, bạch thế tôn pháp thâm diệu này chẳng vì nhiếp thủ nhãn xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ nhãn xứ mà mà nói chẳng vì nhiếp thủ nhĩ tí thiệt thân ý sứ mà nói, chẳng vì xả bỏ nhĩ tí thiệt thân ý sứ mà nói. Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ sắc xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ sắc xứ mà nói, chẳng vì nhiếp thủ thanh hương vị xúc pháp xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ thanh hương vị xúc pháp xứ mà nói. Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ nhãn giới mà nói, chẳng vì xả bỏ nhãn giới mà nói, chẳng vì nhiếp thủ nhĩ tý thiệt thân ý giới mà nói, chẳng vì xả bỏ nhĩ tý thiệt thân ý giới mà nói bạch thế tôn pháp thâm diệu này chẳng vì nhiếp thủ sắc giới mà nói chẳng vì xả bỏ sắc giới mà nói chẳng vì nhiếp thủ thanh hương vị xúc pháp giới mà nói chẳng vì xả bỏ thanh hương vị xúc pháp giới mà nói bạch thế tôn pháp thâm diệu này chẳng vì nhiếp thủ nhãn thức giới mà nói chẳng vì xả bỏ nhãn thức giới mà nói chẳng vì nhiếp thủ nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới mà nói chẳng vì xả bỏ nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới mà nói Bạch Thế Tôn Pháp Thâm Diệu này, chẳng vì nhiếp thủ nhãn xúc mà nói, chẳng vì xả bỏ nhãn xúc mà nói, chẳng vì nhiếp thủ nhĩ tĩ thể thân ý xúc mà nói, chẳng vì xả bỏ nhĩ tĩ thể thân ý xúc mà nói bạch thế tôn pháp thâm diệu này chẳng vì nhiếp thủ các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra mà nói chẳng vì xả bỏ các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra mà nói chẳng vì nhiếp thủ các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sinh ra mà nói chẳng vì xả bỏ các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sinh ra mà nói